Sáng ngày 12 tháng 5, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam tổ chức chương trình thăm tặng quà thanh niên công nhân nhân dịp tháng công nhân năm 2023 tại khu vực Quảng Ninh. Tới dự chương trình có đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối, Bí thư Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương. Tại chương trình, đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Bí thư Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương và đoàn đã thăm hỏi, tặng quà động viên cho 10 thanh niên công nhân Trung tâm cấp cứu mỏ có thành tích xuất sắc trong tham gia công tác cứu hộ cứu nạn tại mỏ than Vàng Danh và 25 thanh niên công nhân đang thực hiện nhiệm vụ tại tổ khoan 14 và tổ khoan 20 thuộc Công ty Cổ phần Địa chất mỏ. Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, hưởng ứng tháng công nhân năm 2023 theo chỉ đạo của Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương và của Tập đoàn TKV. Với mong muốn đồng hành cùng thanh niên công nhân trong đời sống và lao động, giúp người lao động yên tâm công tác và gắn bó với ngành than, góp phần xây dựng tập đoàn ngày càng phát triển bền vững.